Xin kính chào quý mình chủ đang coi video này. Tại sao chúng ta phải tìm người sông đất và tìm mai hạp để sông đây? Kênh Phong Thủy Chuyện Phương sẽ giải đáp tất cả. Chỉ mong quý mình chủ hãy coi hết video này. Từ xưa, quan niệm rằng việc sông đất hay sông nhà có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh, tài lộc của gia chủ trong năm đó. Nếu tìm được người sông đất tốt, hợp tuổi thì làm ăn nên làm ra mọi chuyện tốt lành. Nếu gặp người sông đất không hợp với gia chủ thì cả năm đó sẽ khó khăn, không may mắn. Sau đây là tất cả các tuổi để mệnh chủ chọn từ thiên can, địa chi, ngũ hành và cung phi. Những kiêng kỵ cần lưu ý khi sông đất. Sông đất là phong tục cầu mong may mắn, phúc khí đến cho gia đạo. Do đó, vì sông đất sẽ phải lưu ý một số kiêng kỵ sau đây để ý nghĩa sông đất được trọn vẹn. Nữ giới, trẻ em, nếu không phải gia chủ trực tiếp mời thì không nên đến nhà người khác sông đất. Khi đến chúc Tết nên theo thứ tự người nam bước vào nhà trước, người nữ theo vào sau. Nhà có tang hoặc năm vừa qua có ốm đau hoặc nào thì tránh đến nhà người khác sông đất, sớm sẽ khiến gia chủ không vui. Không nên đến những ngày khác lúc giờ thừa hoặc sáng sớm. Thời điểm thích hợp đến từ chiều ngày mùng 1 trở đi, tốt nhất là nên sau ngày mùng 1. Người xung khắc kỳ tuổi gia chủ thì không nên đến sông đất. Phụ nữ mang thai hoặc đến tháng quá chồng không được sông đất. Khi đến sông đất không mặc đồ đen, thay vào đó là những màu tươi tắn như đỏ, hồng, vàng, xanh để mang đến may mắn cho tất cả mọi người, bản thân và đặc biệt là gia chủ. Đây là thông tin gia chủ với thiên can, đính, địa chi, ngọ, ngũ hành bản mệnh, thiên hà thủy, cung phi đòi. Phân tích các tổ hợp cho gia chủ sinh năm 1966 đính ngọ có tất cả 19 tuổi dưới đây, xin quý mệnh chủ hãy chọn. 1. Người tuổi Bính Tuất 1946, tổng điểm đánh giá 46.5/100. Xét về vũ niên, cung phi bất biến. Cung phi của gia chủ là đòi, cung phi của nam sinh năm 1946 là ly, kết hợp cho gia vũ niên là ngũ quỷ đại hung. Còn cung phi của nữ sinh năm 1946 là càn, nếu kết hợp cho gia vũ niên là sinh khí đại khát. Vậy nên chọn người nữ xong. 2. Người tuổi Canh Dần 1950, tổng điểm đánh giá 69/100. Xét về duyên niên, cung phi bát biến, cung phi gia chủ là đòi, cung phi của nam sinh năm 1950 là hung, kết hợp cho gia duyên niên là thiên niên thứ cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1950 là khảm, kết hợp cho gia duyên niên là họ hại thứ hung. Vậy nên chọn người nam xong. 3. Người tuổi Ất Mùi 1955, tổng điểm đánh giá 69/100. Xét về vũ niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là đòi, cung phi của nam sinh năm 1955 là ly, kết hợp cho gia vũ niên là ngũ quỷ đại hung. Cung phi của nữ sinh năm 1955 là càn, kết hợp cho gia vũ niên là sinh khí đại khát. Vì nên chọn người nữ xong. 4. Người tuổi Mậu Tuất 1958, tổng điểm đánh giá 62/100. Xét về vũ niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là đòi, cung phi của nam sinh năm 1955 là càn, kết hợp sẽ cho gia vũ niên là sinh khí đại cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1958 là ly, kết hợp cho gia vũ niên là ngũ quỷ đại hung. Vậy nên chọn người nam xong. 5. Người tuổi Nhâm Dần 1962, tổng điểm đánh giá 71/100. Xét về vũ niên, cung phi bát biến, cung phi gia chủ là đòi, cung phi của nam sinh năm 1962 là khôn, kết hợp cho gia vũ niên là thiên hy thứ cát. Cung phi của nữ sinh năm 1962 là tốn, kết hợp sẽ cho vũ niên lục sát thứ khôn. Vậy nên chọn người nam xong. 6. Người tuổi Đinh Mùi 1967,
tổng điểm đánh giá 66.5/100. Xếp về vụ niên cung phi bắt biến, cung phi của gia chủ là Đòi, cung phi của Nam sinh năm 1967 là Càn, kết hợp cho gia vụ niên là Sinh Khí Đại Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1967 là Ly, kết hợp cho vụ niên là Ngũ Quỷ Đại Hung, vậy nên chọn người nam xong. 7. Người tuổi Canh Tuất 1970 tổng điểm đánh giá 22/100, tuổi này chỉ trung bình bỏ qua. 8. Người tuổi Giáp Dần 1974 tổng điểm đánh giá 74/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 1974 là Cẩn, kết hợp cho gia vụ niên là Diên Niên Thứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1974 là Đòi, kết hợp cho gia vụ niên phục vị Tiểu Cát. Hai tuổi trên đều song đắc được. 9. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 tổng điểm đánh giá 26.5/100, tuổi này giữ trung bình bỏ qua. 10. Người tuổi Nhâm Tuất 1982 tổng điểm đánh giá 64.5/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 1982 là Ly, kết hợp sẽ cho ra Ngũ Quỷ Đại Hung. Còn cung phi của nữ sinh năm 1982 là Càn, kết hợp cho vụ niên là Sinh Khí Đại Cát, vậy nên chọn người nữ xong. 11. Người tuổi Bính Dần 1986 tổng điểm đánh giá 71.5/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 1986 là Khôn, kết hợp cho vụ niên là Thiên Y Đại Cát. Cung phi của nữ sinh năm 1986 là Khảm, kết hợp sẽ cho ra họ hại thứ hung, vậy nên chọn người nam xong. 12. Người tuổi Tân Mùi 1991 tổng điểm đánh giá 66.5/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 1991 là Ly, nếu kết hợp cho gia vụ niên là Ngũ Quỷ Đại Hung. Cung phi của nữ sinh năm 1991 là Càn, nếu kết hợp sẽ cho vụ niên là Sinh Khí Đại Cát, vậy nên chọn người nữ xong. 13. Người tuổi Giáp Tuất 1994 tổng điểm đánh giá 67/100. Xét vụ niên cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 1994 là Càn, nếu kết hợp cho gia vụ niên là Sinh Khí Đại Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1994 là Ly, nếu kết hợp sẽ cho gia vụ niên là Ngũ Quỷ Đại Hung, vậy nên chọn người nam xong. 14. Người tuổi Mậu Dần 1998 tổng điểm đánh giá 69/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 1998 là Khôn, nếu kết hợp sẽ cho gia vụ niên là Thiên Y Thứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1998 là Tốn, kết hợp sẽ cho ra vụ niên là Lục Sát Tứ Hung, vậy nên chọn người nam xong. 16. Người tuổi Quý Mùi 2003 tổng điểm đánh giá 66.5/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Đòi, cung phi của nam 2003 là Càn, kết hợp cho ra vụ niên là Sinh Khí Đại Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 2003 là Ly, nếu kết hợp sẽ cho ra Ngũ Quỷ Đại Hung, vậy nên chọn người nam xong. 16. Người tuổi Bính Tuất 2006 tổng điểm đánh giá 24.5/100, tuổi này dưới trung bình, không chọn. 17. Người tuổi Canh Dần 2010 tổng điểm đánh giá 69/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 2010 là Cẩn, nếu kết hợp cho gia vụ niên là Diên Niên Thứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 2010 là Đòi, kết hợp cho gia vụ niên phục vị Tiểu Cát. Hai tuổi trên đều sống đắc được. 18. Người tuổi Ất Mùi 2015 tổng điểm đánh giá 29/100, tuổi này dưới trung bình, bỏ qua. 19. Người tuổi Mậu Tuất 2018 tổng điểm đánh giá 62/100. Xét về vụ niên cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Đòi, cung phi của nam sinh năm 2018 là Ly,
kết hợp Trajayunin là ngũ quỷ đại hung. Còn cung phi của nữ sinh năm 2018 là càn, nếu kết hợp sẽ cho ra sinh khí đại cát. Vậy nên chọn người nữ xong. Ban biên tập chúng tôi đã phân tích thật chuẩn xác các tuổi vừa nêu trên. Mong sao quý mệnh chủ tìm được người hợp để xong đất có nhiều tiền bạc, an bình, hạnh phúc. Đó là niềm vui và hạnh phúc thật sự của chúng tôi. Thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn hình cái chuông, hình ngón tay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nữa và chia sẻ cho mọi người. Thêm phong thủy Chính Phương xin cảm ơn mệnh chủ đã có video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự tốt lành, an khang hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo. Bye bye.